trả lại cho tôi non sông Việt Nam, trả lại cho tôi giang sơn hùng vương, trả lại cho tôi anh minh bạch lòng hồn tiên Việt Nam. Xin chào hết tất cả các anh chị em và các bạn. Trả lại cho tôi nắng con hồng xa, trả lại cho tôi quê hương tự do, trả lại cho tôi vinh quang làm người, làm người Việt Nam. Tôi là Việt Nam, có quê hương bờ đại dương Thái Bình. Tôi dân lạc hồng ngàn muôn trang sử oai linh. Tôi lớn khôn lên mơ một cuộc sống thanh bình, dựng xây đất nước nối chi thiêng cha ông ngàn năm. Tôi là Việt Nam 60 năm nhọc nhằn không nụ cười, thương dân Việt nghèo buồn cơn tai biến chưa nguôi, cấm oán quân gian gây vận nước điêu tan, tù giặc phương Bắc xâm lấn quê hương non sông Lạc Hồng. 20 năm xưa buồn câu Nam Bắc phân ly, bao nhiêu năm qua lệ nô không thấy mặt trời, tự do chi đây sao tù đầy cho người yêu nữa, độc lập chi đây hãy lọc lửa bán đất Việt Nam. 20 năm xưa mang hận thù sâu sắc thương, rồi 30 năm sau đêm biển Đông dâng hiến giặc tàu, còn bao nhiêu lâu cho Việt Nam thôi nhục hèn ai oán, và còn bao lâu cho dân tộc mình được thấy tương lai. Rồi, xin chào hết tất cả các anh chị em và các bạn. Bây giờ là 12:34 trưa giờ Việt Nam thứ hai ngày 23 tháng 4 năm 2018. Trước tiên cho phép mình gửi lời chúc sức khỏe hết tất cả các anh chị em và các bạn. Thì cái câu trong cái bản nhạc vừa rồi hát cho Việt Nam của nhạc sĩ Đoàn Tự Yên, nó có cái câu còn bao lâu nữa thì cho cái dân tộc mình được thấy tương lai. Thì thực ra cái câu trả lời đó nó nằm ở trong cái tay của người Việt, đặc biệt là những người Việt đang sống trên cái đất nước Việt Nam. Muốn mình có một cái tương lai thì mình phải có một cái hành động, chứ không mình cứ ngồi đó mình chờ đợi thì nó sẽ không bao giờ nó có một cái gì thay đổi hết. Mình đang trong một cái loạt live stream về bất tuân dân sự, và cái chủ đề bất tuân dân sự cuối nó sẽ được thực hiện vào ngày 29, có nghĩa là thứ sáu tuần tới này, và mình sẽ rút lại hết tất cả những cái điểm về bất tuân dân sự. Nhưng mà thực ra theo cái lời kêu gọi chung ngày 25 tháng 4, có nghĩa là 2 ngày nữa thì bắt đầu bất tuân dân sự. Nhưng mà thực ra đã có rất là nhiều người đã thực hiện bất tuân dân sự. Thậm chí có nhiều người đã bất tuân dân sự cách đây 1 năm hoặc là hơn nữa. Bởi vì cái hành động
bất tuân dân sự thật sự nó là những cái hành động rất là đơn giản, rất là nhẹ nhàng, rất là dễ làm, mà mọi người, có rất là nhiều người đã làm rồi mà họ không có hiểu đó là bất tuân dân sự. Thì trước khi mình đi vô trong cái chủ đề ngày hôm nay á, mình xin nhắc lại là lần trước mình có kêu gọi các anh chị em và các bạn tập trung nghe và chia sẻ những cái ý kiến. Thì sau cái livestream lần trước có rất là nhiều cái phản hồi tích cực, và họ cho rằng là cái livestream nó trở nên nó chất lượng hơn, bởi vì có những cái góp ý rất rất là giá trị, cũng như là nó có cái sự tập trung cao độ. Tuy vậy, mình vẫn nhận được một số những cái phản hồi mà mình cũng không có ngạc nhiên mấy, bởi vì cũng có những cái cá nhân họ cũng không có thực sự họ tập trung để mà họ nghe và họ nắm được cái tính chất và cái tinh thần của bất tuân dân sự thật sự là cái gì, cũng như cái mục đích tận cùng của cái bất tuân dân sự là cái gì. Cho nên mình xin gói gọn lại, bất tuân dân sự nó có hai điểm cốt yếu. Cái điểm cốt yếu thứ nhất đó là kêu gọi và nuôi dưỡng cái ý thức của người dân Việt Nam trước cái hiểm họa, trước cái hoàn cảnh, trước cái thực trạng của cái đất nước Việt Nam hiện giờ. Từ cái chỗ có cái ý thức như vậy thì mới đi đến được những cái hành động cụ thể, và những cái hành động cụ thể đó là những cái hành động giúp Việt Nam phải thoát khỏi cái cảnh đen tối mà mở ra một cái tương lai nào đó tốt đẹp hơn. Nó chỉ là đơn giản là như vậy. Thì có nhiều người họ không có nghe rõ, hoặc là họ cố tình họ suy diễn cho nó sai lệch đi, thì những cái suy diễn sai lệch đó nó hoàn toàn nó không có đúng cái tinh thần của bất tuân dân sự. Ví dụ như có những cái bạn than thở rằng là bây giờ không có mua xe mới mà chỉ mua xe cũ. Thì vì trong một trong những cái chủ đề bất tuân dân sự lúc lần trước mình có nói đến cái việc là tránh mua xe mới, tại vì mỗi chiếc xe hai bánh mình mua là mình đóng 120% tiền thuế. Có nghĩa là mình muốn mua một chiếc xe thì mình phải cúng cho cái chế độ hơn một chiếc xe. Thì cái cách mà khôn ngoan là mình tránh nên mua xe mới, và mình chỉ nếu mà thật sự cần thiết thì mình mua xe cũ. Nhưng mà mua xe cũ tất nhiên là mình phải chọn lựa cái xe làm sao cho nó tốt, nó trong cái điều kiện còn xài được, nó còn cái tình trạng còn xài được, chứ không phải là mình đi đâm đầu mình mua một cái xe cũ mà nó bị hư hoại đó. Và cái chuyện thứ nhì, có nhiều người nói cho dù có mua xe cũ cũng không có né được thuế sang tên mấy trăm ngàn. Thì mình thấy cái câu hỏi đó nó hơi bị ngây ngô một chút. Bây giờ muốn né mấy chục triệu tiền thuế để mua một chiếc xe mới, hay là muốn né cái thuế sang trên mấy trăm ngàn, đó là một cái sự khác biệt quá sức rõ ràng, phải không? Bây giờ thà là mình chịu nộp thuế mấy trăm ngàn để mình sang tên một chiếc xe cũ, mà mình không phải đóng mấy chục triệu đồng tiền thuế để mua một chiếc xe mới, thì đương nhiên cái chuyện bất tuân dân sự là cái hành động mình không có đóng góp, mình không có nuôi dưỡng, mình không có gom tiền gom bạc để mình bỏ vô trong cái hòm rương của chế độ để nó tiếp tục nó duy trì cái chế độ. Thì đương nhiên bất cứ cái hành động nào mà để giảm thiểu cái số tiền nó chảy vô trong cái rương hòm của chế độ là đều tốt. Đó, mình chỉ cần suy luận một tí xíu thì mình thấy là cái chuyện gì mình nên làm, chứ không có nghĩa rằng là mình không có thể mình loại bỏ 100% cái tiền vô trong cái rương hòm của chế độ cho nên thôi mặc kệ, khỏi khỏi làm luôn. Cái đó là cái suy nghĩ rất là thụ động. Ví dụ như một người giảm được 30 triệu đồng tiền thuế vô trong cái rương hòm chế độ, một người khác giảm thiểu được 10 triệu không đi vô trong cái rương hòm của chế độ, mà cộng lại hàng mấy chục triệu người, thì đương nhiên nó là một cái con số khủng khiếp. Đó là gọi là tích tiểu thành đại là như vậy đó, góp gió thành bão là nó nằm cái chỗ đó, chứ nó không có cái gì mà khó khó hiểu mà có gì mà đặc biệt hết. Đó, quan trọng ở cái chỗ là mình góp một tí và nhiều người góp lại nữa, nó biến thành một cái con số lớn thì nó mới có cái tác động. Có một cái câu hỏi nó làm cho mình phải suy nghĩ rất là nhiều. Cái câu hỏi đó là nếu mà dân Việt Nam bất tuân dân sự làm cho cái hòm rương của chế độ nó bị suy kiệt,
Nhưng mà rồi cái thằng Trung Cộng nó tiếp tục nó bơm tiền để mà nó nuôi cái chế độ, để mà nó đi tới cái chỗ nó nuốt trọn cái đất nước Việt Nam thì sao? Thì câu hỏi đó là một cái câu hỏi rất là nhức nhối. Mình chỉ có thể mình trả lời một cái tinh thần rất là tóm gọn ở cái chỗ. Nếu 90 triệu người dân Việt Nam đã thấy rõ cái bộ mặt thái thú của cái đảng Cộng sản JK, rằng là cái đảng này và những cái tên đảng viên coi như là trung thành với đảng, coi như là ngoan ngoãn và vui vẻ để mà làm cái công cụ để duy trì cái chế độ dưới cái sự coi như là kiềm chế của cái đảng Cộng sản Trung Quốc, để mà tiếp tục duy trì cái tình trạng tồi tàn trên cái đất nước Việt Nam, thì rõ ràng là họ lộ cái bản mặt thái thú đó ra rồi. Mà nếu người dân Việt Nam không chịu hành động gì hết thì tất nhiên nó phải dẫn đến cái sự tận diệt của cái dân tộc Việt Nam. Đó là cái điều không thể tránh khỏi, và đó cũng là cái chọn lựa của người Việt Nam, phải không? Chứ không có phải là cái chọn lựa của các ông trời nào hết, mà cũng không phải là chọn lựa của bất cứ ai hết. Cái đó là chọn lựa của người dân Việt Nam, tại vì người dân Việt Nam chấp nhận như vậy. Mình xin nói lại, nếu như phần lớn người dân Việt Nam đã ý thức, mình lặp đi lặp lại cái chữ ý thức rất là nhiều lần, ý thức và ý thức rằng cái đảng Cộng sản JK này nó chịu, nó ngửa tay để mà nó nhận tiền của Bắc Kinh, để mà nó đóng cái vai trò thái thú, để nó tiếp tục nó bảo vệ, nó duy trì cái chế độ, bất chấp là cái đất nước Việt Nam bị tận diệt, bất chấp là cái nước Việt Nam nó sẽ rơi vào 1.000 năm bắc thuộc nữa, 1.000 năm đô hộ của giặc Tàu nữa, thì đó là cái chọn lựa của người người Việt, phải không? Chứ không có cái chọn lựa nào hết. Có gì bạn nói không có tiếng nói, bất tuân dân sự hoàn toàn không cần tiếng nói. Bất tuân dân sự là những hành động hết sức là kín đáo và dễ làm. Đừng có nói cái chuyện tiếng nói, quên đi cái chuyện là đứng lên vùng vẫy biểu tình. Bây giờ đừng có làm cái đó, chưa đến lúc để mà làm những cái hành động đó. Tại vì cứ thò đầu ra là nó bóp chết, thò đầu ra là bóp chết. Rồi những người đòi lãnh đạo, lãnh tụ, hễ bất cứ một cái người nào thò lên là bóp chết. Việt Nam mình á, trong vòng mấy chục năm qua có rất là nhiều người lãnh đạo tinh thần. Từ cái thời Thầy Thích Quảng Độ cho đến sau này, không biết bao nhiêu người bất đồng chính kiến, những người cái đấu tranh dân chủ đi lần lượt đi vô trong tù ngồi. Có người Việt Nam đòi là phải có lãnh đạo, những người lãnh đạo đó có được người dân Việt Nam bảo vệ hay không? Cho nên đừng có đòi lãnh đạo, cũng như đừng có đòi là nói là có tiếng nói hay không có tiếng nói. Bởi mình bị đi vô cái chỗ là mình bế tắc, bởi mình đi vô một cái chỗ là mình loay hoay, mình phải đối phó với cái nhà cầm quyền Cộng sản. Cho nên mình phải quay ngược cái thế cờ là mình làm cho nhà cầm quyền Cộng sản phải đối phó mình. Có nghĩa là mình đừng có xuất hiện để mình lên cái tiếng nói một cách vô vọng, mà cái tiếng nói đó nó không có cái giá trị gì hết á. Hễ mình mở miệng ra mình nói là nó bóp mình chết, thì mình đừng có làm như vậy nữa. Mình đừng có nói nữa, mà mình phải làm. Mà mình làm như thế nào mà để cho nó không thể nào mà nó cục cựa được. Mình phải làm như thế nào mà nó không biết ai làm cái gì hết. Mình lặp lại, Cộng sản nó chỉ sợ những gì nó không nghe, không biết và không kiểm soát được. Và cái hành động bất tuân dân sự chính là cái hành động khiến cho cái nhà cầm quyền Cộng sản nó không thể nghe, nó không thể thấy và nó không có thể kiểm soát được. Bởi vì nó không có bất cứ một cái lực lượng, một cái khả năng, một cái phương tiện nào để mà nó có thể kiểm soát được cái hành động của hàng chục triệu người dân trong một cái đất nước. Phải không? Họ đâu có thể nào mà cấm cản bắt người dân làm cái này hoặc là không làm cái kia từng ly từng tí được. Nó đơn giản là như vậy. Mình phải nhận thức, mình phải hiểu như vậy. Và những bạn chưa có coi qua những cái livestream về bất tuân dân sự của mình, cho nên vẫn chưa hiểu được cái tinh thần của vấn đề, thì mình đề nghị mình có làm một cái trang web, trong đó mình lưu trữ hết tất cả những cái đường dẫn của những cái livestream của mình. Nó có cái tên là phân tích.net, phân tích không có dấu, phân tích.net. Vô trong đó nó sẽ có những cái danh mục rất là rõ, có những cái hình ảnh, thông tin, đặc biệt là những cái livestream mình đã làm. Thì chịu khó dành thời gian nghe
để mà hiểu được cái bất tuân nhân sự thực sự nó là cái gì. Chứ mình cứ lặp đi lặp lại mãi những chuyện đó, nó hóa ra nó vô vị. Thì á, từ cái livestream đầu tiên là cái kỳ, để mình coi thử cái kỳ đó mình làm là cái kỳ nào, cái kỳ 104, có nghĩa là hành, nó có cái tên là hành động 2, cho đến bây giờ là cái kỳ 108 có cái tên là hành động 6. Có nghĩa là từ 102 cho đến 108 mình đã đưa ra 5 cái livestream, trong đó mình đưa ra gần 10 cái hành động khác nhau cho cái việc gọi là bất tuân dân sự cụ thể nó như thế nào. Ví dụ mình đưa ra những cái chuyện là giảm và bỏ bia rượu thuốc lá đi, tại vì cái số tiền bia rượu và thuốc lá nó đi thẳng vô trong cái hòm rương của chế độ lớn khủng khiếp, mà cái đó ai cũng làm được hết. Chẳng những nó không có cống nạp cho cái hòm rương của chế độ mà nó còn giúp cho mình bảo vệ cái sức khỏe. Cái chuyện đó ai cũng làm được. Cái chuyện thứ nhì, bỏ cái chuyện mua vé số đi, tại vì cái số, cái xác suất để mà nó mua vé số mà trúng vé số nó còn thấp hơn cả cái xác suất một người bị sét đánh trên trời nữa. Từ trên trời, sét trên trời nó đánh, nó ít đến cái mức khủng khiếp như vậy. Cho nên đừng có nghĩ là mình bỏ tiền rồi mình mua vé số để mình đổi đời, cái chuyện đó nó không bao giờ nó xảy ra cho mình đâu. Việt Nam mình chỉ có 95 triệu người dân à, bao nhiêu cái cơ hội một người dân để có thể trúng được vé số độc đắc, quên chuyện đó đi. Mà vô hình chung mình đã góp không biết bao nhiêu ngàn tỷ vô trong cái trò chơi gọi là vé số. Chuyện đó ai cũng làm được hết. Cái chuyện thứ ba, rút tiền ra khỏi ngân hàng nếu có thể, và phải rút sao cho nó khôn ngoan, và giảm thiểu tối đa cái chuyện dùng thẻ nhựa hoặc là đi qua tới quầy để mà rút tiền nhiều lần, tại vì mỗi lần như vậy là nó ăn không biết bao nhiêu tiền, mấy chục triệu cái tài khoản là nó ăn không biết bao nhiêu là nghìn tỷ mỗi năm. Rồi giảm thiểu hoặc là bỏ hẳn chi phí cho mấy cái trò mà tốn tiền cho showbiz, ca nhạc, biểu diễn thời trang, biểu diễn hoa hậu, vân vân và vân vân, mấy cái trò đó là lãm nhảm, phí thì giờ, ru ngủ, tạo ảo giác, trong khi cái thực tế người dân, trên 65% người dân Việt Nam là nghèo đói. Đừng có tự động mình ru ngủ với mình bằng những cái trò coi như là giải trí một cách vô bổ như vậy, mà mình vô tình mình đóng góp vô trong cái hòm rương của chế độ để mình giúp cho nó tiếp tục nó duy trì. Đồng thời đó là cái cơ hội để mình nó tiếp tục nó tuyên truyền. Giảm thiểu hoặc là bỏ hẳn cái chi phí để mà mua sách báo lề đảng, tại vì sách báo lề đảng, mình nói thật với các bạn, nó có quá ít cái thông tin hữu ích. Chỉ ngoại trừ những ai mà cần phải nghiên cứu về những cái thông tin của lề đảng đưa ra để mình biết cái vấn đề chính sự, để mình phân tích, để mình chia sẻ thì mình không có nói. Còn đọc một cách lười lĩnh, đọc một cách không có thi suy nghĩ, để rồi á, nó dẫn dắt vô được những cái trò định hướng, những cái trò, những cái thông tin ba xạo á, thì vô tình mình trả tiền cho nó để mà mình bị nó tiếp tục nó tẩy não nữa. Thì bỏ đi. Mà chẳng những như vậy á, cái gọi là cái quảng cáo ở trên mấy cái chuyện báo chí lề đảng, mà đặc biệt là cái báo chí điện tử trên mạng á, là nó ăn từ quảng cáo khủng khiếp. Bỏ mấy cái đó đi. Cái đó tự nhiên nó cắt giảm một cái số rất là lớn tiền đi vô trong cái rương hồng của chế độ. Rồi cái gì nữa? Giảm thiểu hoặc là cắt bỏ cái chuyện đi coi ba cái phim ảnh, rồi mấy cái chuyện mà coi truyền hình. Tại vì mấy cái đó để mà nó dùng những cái công cụ đó, nó tiếp tục nó tẩy não, nó nói những cái chuyện không có đúng sự thật. Mà chẳng những như vậy á, nó dùng cái đài truyền hình để mà nó thu không biết bao nhiêu là tiền quảng cáo, để mà nó dùng cái tiền quảng cáo, nó tiếp tục nó nuôi dưỡng cái cỗ máy, nó nuôi dưỡng cái chế độ. Mình bắt tôi dân sự, mình tắt tivi, mình không có coi. Cái chuyện đó không ai cấm mình hết á. Rồi á, mình đã nói đến cái chuyện là làm từ thiện. Làm từ thiện như thế nào cho đúng? Và làm từ thiện như thế nào? Đừng có vô tình mình đứng ra mình gánh vác cái trách nhiệm của nhà cầm quyền, để mà nhà cầm quyền thõng tay nó dùng cái ngân sách quốc gia để nó bảo vệ chế độ, chứ nó không phải là nó bảo vệ người dân. Cho nên phải cân nhắc chuyện đó. Rồi đến cái chuyện là nộp cống nộp tiền vô trong mấy cái nhà chùa quốc doanh á, của mấy cái ông nội sư mà toàn là an ninh không à, là toàn là cái đám tư tưởng chui vô chùa khoác áo nhà chùa để mà
chơi cái trò đưa ra cái gọi là tổ quốc dân tộc xã hội chủ nghĩa con khỉ gì đó để mà tiếp tục ma mị, rồi nuôi dưỡng ba cái trò là cúng sao cầu an để mà hốt cả cái đống tiền của người dân. Chuyện đó ai cũng làm được hết đó, không có ai cấm mình là đừng có tới chùa để mà cúng sao cầu an đó. Mình ý thức chuyện đó là cái chuyện bậy bạ, cái chuyện buôn thần bán thánh, cái chuyện đó là cái chuyện nó thực sự là nó tàn hại cái tôn giáo, thì mình không có đóng, mình không có góp phần vô trong những cái trò thô lậu đó. Đó chuyện đó mình cũng làm được. Rồi mình cũng nói ra cái chuyện bảo hiểm y tế mình phải cân nhắc cho thật kỹ, phải hiểu được thật kỹ cái bảo hiểm y tế nó mang lại cái lợi gì cho mình, nó mang lại cái hại gì cho mình. Cái chuyện thuốc men mình phải mua ở đâu cho đúng. Mình phải tránh cái gì để làm chi, để mình tránh, mình giảm thiểu tối đa những cái đồng tiền xương máu mình làm ra để mình nó đi thẳng vô trong cái hòm xiển, hòm rương của chế độ để mình nó tiếp tục nó nuôi cái chế độ. Đó. Rồi gần đây mình nói đến cái chuyện gọi là giảm thiểu cái chuyện mua sắm xe mới đi. Tại mỗi lần mình mua chiếc xe mới là mình cúng hơn một chiếc xe cho cái chế độ nữa. Nếu mình cảm thấy không có cái nhu cầu phải mua xe mới, xe mình hiện chạy nó vẫn còn tốt. Đừng có chạy theo thời trang, đừng có chạy theo thị hiếu, đừng có nghĩ mấy cái đó là cái nó nâng cái giá trị con người của mình lên, đừng có nghĩ đó là đẳng cấp, tại vì những cái thứ đó là những thứ phù phiếm. Nó lôi kéo người dân bị chìm vô trong những cái trò ảo giác, cứ nghĩ là mình chạy trên chiếc xe ngon là cái nhân phẩm của mình tốt hơn, cái đẳng cấp của mình tốt hơn. Thực ra cái đó là một cái thứ vật chất bên ngoài chứ nó không có đánh giá được cái giá trị của con người. Cái vấn đề là ở chỗ đó, cho nên mình tránh đi, mình tránh đi mua ba cái xe mới để mình cúng tiền để nuôi chế độ. Hoặc là ngay cả cái chuyện đơn giản là cái chuyện đổ xăng. Nếu mà mình cảm thấy mình không có cần thiết mình phải đi lại quá nhiều, mình giảm thiểu tối đa cái chuyện đổ xăng. Tại vì cứ một đổ 1 lít xăng là hơn nửa lít xăng nó đi thẳng vô trong cái hòm xiển của chế độ. Đó. Cho nên mình phải biết là mình phải khôn ngoan, mình phải ý thức những cái hành động để mà mình giảm thiểu tối đa những cái việc gì mình góp phần để mình nuôi dưỡng cái chế độ. Còn đi tới cái chỗ mà xin lỗi, còn đi tới cái chỗ mà mình đẩy tới cái chỗ là cái kinh tế của cái đảng Cộng sản khốn nạn này nó đi tới cái chỗ suy sụp. Rồi cái đám thiên triều Bắc Kinh Trung Quốc nó bơm tiền để mà nó tiếp tục nó duy trì cái chế độ. Thì lúc đó người dân đã đủ ý thức, đã đủ ý thức, đã đủ cái quyết tâm, đã đủ cái sức mạnh để mà tóm cổ những cái thằng cộng sản JK khốn nạn đó, nó sẵn sàng nó buôn dân bán nước đó, tóm cổ nó vứt xuống. Thì lúc đó cái đất nước Việt Nam mình mới có thoát khỏi cái nanh vuốt của cộng sản Trung Quốc, còn không là xong đó. Cho nên cái chuyện bất tuân dân sự nó là một cái môi trường để cho người dân dần dần ý thức được cái vai trò và cái trách nhiệm của mình. Và khi có cái biết được cái vai trò và cái trách nhiệm của mình thì bắt đầu nó đi tới những cái hành động. Những cái hành động rất là nhỏ, rất là kín đáo. Mà những cái hành động đó nó không có phương hại tới ai hết. Nó chỉ phương hại đến cái hòm xiển của cái chế độ. Và cái hành động đó nó không có cái gì nguy hiểm hết á. Những cái hành động đó nó âm ỉ, nó cắn sâu vô trong cái hòm rương của chế độ, làm cho cái chế độ nó phải ngã gục. Mà không cần có cái tiếng nói gì. Cái đó nó còn những cái tiếng nói đi từ những cái hành động nhỏ đó nó còn to lớn, nó còn khủng khiếp hơn tất cả những cái tiếng nói nào khác. Tại vì cái tiếng nói phản kháng của người dân nó đi xuyên tới những cái hành động nhỏ và nó đẩy sụp cái chế độ, nó bẻ gãy cái xương sống kinh tế của chế độ. Thì á là coi như là đó là cái tiếng nói là lớn nhất, chứ không có cái tiếng nói nào mà lớn hơn nữa. Và đến khi mà cần phải có một cái hành động mạnh mẽ để mà nắm cổ mấy cái thằng khốn nạn đó vứt vứt vô cái sọt rác, thì lúc đó người dân đã đủ cái sức mạnh rồi. Nhưng mà bây giờ phải bắt đầu từ cái điểm nhỏ thì mới có cái điểm lớn. Đừng có loay hoay, đừng có nhìn qua nhìn lại có thử có ai làm không thì mình làm. Mạnh mình làm. Mình cứ nghĩ đó là những cái chuyện đúng thì mình cứ việc làm. Và mình phải tin một điều rằng là đồng hành với mình có hàng triệu người ngồi bên ngoài kia vẫn làm những cái hành động nó như mình thì nó mới có kết quả. Chứ đừng có nhìn nghiêng nhìn ngửa, đừng có nghĩ là không ai làm,
hoặc là cứ nghĩ cái thế này thế kia, hoặc là tìm bất cứ một cái lý do nào đó thô thiển để mà tìm cách để mà bào chữa cho cái hành động mình không làm. Nó chỉ có cái chuyện là muốn làm hay không muốn làm thôi, chứ không phải là cái chuyện là làm được hay không làm được. Bất tuân dân sự nó không phải là làm được hay không làm được, mà bất tuân dân sự nó đi tới cái chỗ là muốn làm hay không muốn làm. Thì hôm nay á, mình muốn nói về cái hành động xấu, có nghĩa là mình muốn đi sâu hơn một tí về cái chuyện là cái thị trường tiêu thụ và cái thị trường bán lẻ trên cái đất nước Việt Nam. Xe cộ, xăng dầu là một trong những cái thứ chi phí lớn nhất về cái chuyện phương tiện đi lại của người dân trên cái đất nước Việt Nam. Nhưng cái chuyện mua hàng hóa, thực phẩm và những cái thứ gia dụng bình thường lại là cái con số khủng khiếp nhất trên cái đất nước Việt Nam. Cái số tiêu xài của người dân xuyên qua cái hệ thống bán lẻ là cái hệ thống mà để cho cái đảng Cộng sản và cái nhà cầm quyền JICA này nó hút tiền nhiều nhất. Các bạn biết không, năm 2017 tổng doanh thu bán lẻ trên toàn quốc Việt Nam đạt gần 130 tỷ đô la. Một cái con số khủng khiếp. Thì có nghĩa là nó tương đương với khoảng 3,9 triệu tỷ đồng Việt Nam. Và trong đó các cái siêu thị bán lẻ nó chiếm lĩnh khoảng 25% tổng doanh thu. Số còn lại là những cái bán lẻ qua những cái tiểu thương, qua những cái chợ búa này kia bình thường. Đó. Thì với cái con số 130 tỷ đô la cho cái thị trường bán lẻ mà mình tính chỉ đơn giản là 10% VAT, có nghĩa là tiền thuế thông thường thôi á, thì có ít nhất là 13 tỷ đô la nó đi thẳng vô trong cái rương hòm của chế độ. Và đây là một cái con số thu nhập lớn nhất và quan trọng nhất trong cái nền kinh tế eo uột. Trong cái hoàn cảnh là những cái doanh nghiệp quốc doanh của nhà nước chỉ phá tán, thua lỗ, tham nhũng và lãng phí. Đó, bởi vậy cho nên á, nhà cầm quyền Cộng sản tìm mọi cách để mà bóp họng, bóp hầu những cái người buôn bán, những cái người tiêu thụ để mà đánh cái thuế đó và dùng cái thuế đó để mà nuôi dưỡng cái chế độ. Khi mà mình biết được những cái con số như vậy á, thì mình phải có những cái hành động và những cái phản ứng làm sao cho nó thích hợp. Cái thị trường siêu thị hiện giờ nó vẫn chưa có lớn mạnh đủ, tại vì nó có chiếm có 25%, nhưng mà nó vẫn đóng một cái vai trò rất là quan trọng. Trong 25% đó thì cái tổng doanh thu của cái kênh gọi là kênh siêu thị á, là nó hơn 30 tỷ đô la trong năm 2017 vừa rồi đó các bạn. Hơn 30 tỷ. Mà 10% tiền thuế là hơn 3 tỷ đó, chứ không phải là ít đâu. Hơn 3 tỷ là nó đủ để mà nó lấy ra một ngắt một phần để mà nó trả nợ, một phần là để mà nó tham nhũng, nó rút rỉa, một phần để nó lãng phí, rồi một phần nó trả lương cho những cái thằng gọi là bợ đỡ chế độ. Chứ không có thì lấy tiền đâu mà nó trả, thấy không? Và nó đánh vào cái tâm lý là trong siêu thị là cái nơi nó bán những cái rau quả, thịt cá, bánh trái, kẹo này kia nọ khác. Những cái thực phẩm chức năng này kia nó khác, vitamin rồi là những cái thứ sạch. Cái chữ sạch, thực phẩm sạch, nước uống sạch, rau quả sạch. Cái chữ sạch nó biến thành một cái chữ rất là khốn nạn. Và nó là một cái đặc thù cho cái hoàn cảnh, cho cái tình cảnh của cái đất nước Việt Nam hiện tại. Bởi vì hầu như tất cả mọi thứ nó đều là dơ, là bẩn hết á. Cho nên bây giờ người ta phải loay hoay, người ta tiết kiếm những cái thứ gọi là sạch. Đó, tự nhiên bây giờ sạch nó biến thành những cái thứ là quý hiếm, trong khi cái sạch nó đã từng là một cái thứ rất là bình thường trên cái đất nước Việt Nam, và bây giờ nó biến thành một cái thứ quý hiếm, nó biến là một cái thứ tâm lý để cho người ta đổ dồn vô trong cái siêu thị, mong muốn rằng là họ tìm được, họ mua được những cái thứ gọi là sạch. Nhưng mà vô hình chung là mình đóng góp vô trong cái rương hòm của chế độ một cái khoản tiền khổng lồ. Và cái thực trạng rằng là không hẳn là những cái đồ ở trong siêu thị là sạch. Tại vì theo cái khảo sát của mình biết đó, những cái thứ rau quả, cá thịt mà nó đem vô trong cái hệ thống siêu thị Việt Nam nó bán, nó cũng lấy từ những cái đầu mối trôi nổi, chứ cũng phải là
một cái nguồn gốc nào rõ ràng hết đó. Trong cái đất nước Việt Nam nó chưa có một cái cơ quan kiểm định nào có thực sự có trách nhiệm. Đó là chưa kể mấy thằng mà gọi là mấy thằng quan chức làm kiểm định nó chỉ cần móc một cái phong bì đưa cho nó dưới gầm bàn là coi như xong, mọi thứ là sạch hết đó. Cho nên đừng có vô tình mình rơi vô trong cái bẫy đó. Còn mấy cái màng mà gọi là bánh kẹo, mấy cái thực phẩm chức năng, mấy cái vitamin này kia nọ khác, năm cha bảy mẹ, cũng không có biết nó sạch như thế nào hết. Nó đóng gói, đóng bì lại. Cho nên cái nguồn hàng để mà tin tưởng nhất hiện giờ là cái nguồn hàng đi trong dân. Cái nguồn hàng của bạn bè thân thiết giới thiệu nhau từ những cái người nông dân chân chất, từ những cái người sản xuất mà họ còn có một chút đạo đức. Và cái đó phải còn được gìn giữ, phải được khuếch trương ra một cách kín đáo, một cách chặt chẽ. Chứ đừng có nghĩ là vô trong cái mấy cái siêu thị là mình an toàn đâu. Vô trong đó hả, cái giá nó từ gấp 5 đến gấp 10 lần bên ngoài mà chưa nó chưa cách gì, chưa cái chắc gì nó sạch, thì tại sao mình cúng tiền cho nó? Thì hiện giờ ở Việt Nam mình nó có mấy cái thứ như thế sau là nó bán chạy nhất. Thứ nhất là ăn uống. Thứ nhì là điện thoại di động và phụ kiện. Thứ ba là quần áo, phụ kiện, thời trang và mỹ phẩm. Và thứ tư là đồ gia dụng. Mình làm một cái khảo sát và mình lấy rất là nhiều cái thông tin để mình phân tích và mình thấy quả thật bốn cái khoản đó là cái bốn cái khoản khủng khiếp nhất trên cái đất nước Việt Nam. Cái thức ăn, thức uống độc trong cái đất nước Việt Nam nó là cái chuyện trở thành bình thường. Ngay cả bây giờ người dân mà làm văn phòng hay là khuôn vác hoặc là làm mấy cái chuyện lao động, có những người buổi trưa họ không có về, họ nghỉ trưa, họ tấp vô trong một cái quán cơm nào đó bình dân, nó làm đại một cái đĩa cơm rồi họ tìm một cái góc nào đó họ ngã lưng để mà họ tiếp tục họ làm chứ không có thời giờ đó. Cũng có nhiều người người ta không muốn về nhà nấu cơm tại vì không có thời giờ, cho nên á họ cũng tấp vô ba cái hàng quán tầm bậy ăn đại, và họ phó mặc vào cái đạo đức của những cái người mà buôn bán những cái hàng ăn. Mình chưa nói đến những cái chuyện mà nhà hàng lớn to nha, sang trọng nha. Cái chuyện ngay cả nhà hàng lớn to sang trọng ở trên cái đất nước Việt Nam đã và đang có những cái trường hợp nó bán những cái thịt thúi, thịt hôi, rồi nó bào chế lại để mà nó làm thơm ngon, đã từng có rồi. Tại vì ngay cả những cái nhà hàng đó, nó cũng lấy những cái nguồn trôi nổi mà nó cũng không có nắm nữa, thì nó chui vô đó trả tiền một cái món tiền kích xù để mà gọi là mình thưởng thức, nhưng mà chưa chắc cái đó là nó là ngon lành và nó sạch sẽ. Bây giờ mình cứ tính nè, hiện giờ ở Việt Nam có khoảng 15 triệu công nhân chính thức trong các cái khu chế xuất. Ngoài ra cái số công nhân tự do nè, lao động tay chân, khuân vác, bán vé số, buôn gánh, bán bừng, thì cái con số đó là trên 25 triệu. Số nhân viên văn phòng làm cho doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân vân vân khoảng trên 10 triệu nữa. Tổng cộng lại thì có khoảng sắp xỉ trên 50 triệu người lao động. 50 triệu người lao động. Thì cứ cho là cứ khoảng một nửa cái con số những cái người công nhân, những người buôn gánh bán bưng, những người làm lao động tự do, bán vé số rồi này kia phải ăn ba cái thứ cơm hàng cháo chợ. Và cứ cho là mỗi đĩa cơm á, mà xoàn xoàn là 10.000 đồng đĩa. Ở Việt Nam nó có những cái chỗ nó bán cơm bình dân 1.000 nhưng mà hiếm lắm. Không phải là nó là phổ biến, mà thường theo cái khảo sát của mình á, có rẻ là cũng 5.000 mà bèo nhèo trong đó. Hoặc là trung bình gọi là thuộc cái loại bình dân thường thường là 10.000 đĩa. Thì cứ cho là 10.000 đĩa đi. 25 triệu người mà nhân lên 10.000 một đĩa cơm thì các bạn biết bao nhiêu không? Mỗi ngày là cái chuyện cơm không là 250 tỷ đồng. Mà các bạn lấy 250 tỷ đồng mà các bạn ngắt 10% vô trong thuế, thì các bạn thấy không? Mỗi ngày tiền thuế nó vô trong cái rương hòm chế độ, cái chuyện ăn cơm bình dân không là 25 tỷ đồng. Nó không phải là ít đâu các bạn. Bây giờ cứ nhân 250 tỷ đồng mà nhân cho 300 ngày, cứ cho một năm là 300 ngày đi, cho 65 ngày khác là coi như là
chủ nhật với lại ngày lễ rồi không có đi làm việc, cứ nhân lên 300 ngày. Thì cái nội cái chuyện mà ăn cơm trưa không á, ăn cơm đĩa bình dân 10 ngàn một đĩa, thì một năm á, là cái thị trường cơm đĩa chơi thôi á, là 75 ngàn tỷ. 75 ngàn tỷ. Mấy cái con số này chỉ là cái cơm bình dân thôi các bạn. Mình chưa nói đến cái chuyện nhà hàng, nhà hiếc, rồi nhậu này kia nọ khác, liên hoan, nhậu nhẹt. Đó. Mà 75 ngàn tỷ mỗi năm cơm đĩa, thì cái rương hòm của nhà nước nó hưởng được bao nhiêu? 10% 75 ngàn tỷ thì phải có 7.500 tỷ không? Kinh khủng cái con số thôi, chỉ có cơm thôi mà nó đã ăn ăn trên đầu trên cổ người dân rồi. 10%. Đó. Bây giờ nếu mà mình ngồi mình tính ước tính lại những cái con số mà từ cái chuyện mà ăn cơm đĩa bình dân cho đến ăn ba cái thứ bún phở, ăn ba cái thứ ăn vặt, ăn ba cái thứ gọi là sang trong nhà hàng này nhà kia rồi nhậu nhẹt rồi kia, một năm á, cái chuyện ăn uống không á, mà gọi là ăn uống vỉa hè chơi thôi á, chứ không phải là ăn tại nhà, người dân Việt Nam mình chi trả hàng trăm nghìn tỷ, mà cứ 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 mỗi 100.000 tỷ đó mà các bạn cứ chia ra lấy ra 10% tiền thuế không, là các bạn biết là mỗi mỗi người là có đổ biết bao nhiêu tiền vô để mình nuôi cái rương hòm của chế độ. Bây giờ làm sao? Những cái người công nhân làm mấy cái hạn chế, mấy cái khu chế xuất á, thì nó có những cái, nó gọi là những cái chế độ ăn uống do những cái công ty đó nó khoán ra tụi Trung Quốc. À, nó mua bày nhầy bạn nhạn về nó nấu, hoặc là nó ba dùng ba cái thứ bột nêm tầm bậy tầm bạ, hay là thứ mà gà chết gà què gì đó nó về nó nấu cả một đống, thì công nhân phải buộc phải ăn chứ không không có cái cách gì mà không ăn được, không ăn ráng chịu. Nhưng mà ăn cái đó là từ từ chết rồi. Những cái người mà làm coi như là đi buôn gánh bán bưng này kia nọ khác, ăn cũng ăn tùm lum tà la chứ đâu có phải là tính toán gì đâu. Nhưng mà mình biết tại sao mình không có tự nhà mình nấu cơm, mình làm cơm vắt hay mình nấu cơm bỏ vô cà men á, rồi mình đem theo mình ăn. Nó vừa sạch sẽ, mình vừa biết là chính xác mình nấu cái gì. Mà cái chi phí đó thực ra nó giảm ít nhất là một nửa, thậm chí nó giảm 2 phần 3 luôn. Và khi mà mình giảm 2 phần 3 như vậy á, thì đương nhiên 2 phần 3 cái giảm thiểu đó nó sẽ bị cắt gọt ra khỏi cái số tiền thuế mà nhà cái cầm quyền cộng sản nó đang nó cố tình nó hút để nó bỏ vô trong cái rương hòm của chế độ, nó nuôi chế độ chứ gì nữa. Giờ mình hỏi các bạn nè, buổi chiều tối mình đi làm về mình dành nửa tiếng một tiếng đồng hồ mình nấu thêm cái gì, hay là buổi tối trước đó, mình nấu dôi ra một chút xíu mình dở cơm chút cơm bỏ vô mấy cái cà mèn, bỏ chút chút cá hay chút canh hay cái gì đó mình xách đi mình đi làm đem theo, trưa mình đem ra mình ăn được không? Sao không được? Chẳng những nó vừa được, nó vừa hợp vệ sinh mà mình còn tiết kiệm nữa. Mà mình tiết kiệm như vậy có nghĩa rằng là mình không có đóng góp vô trong cái rương hòm của chế độ. Phải không? Quá quá sức là dễ dàng, đâu có cái gì đâu mà khó đâu, chỉ muốn làm hay không muốn làm thôi. Đó, thay vì bữa tối ra ngồi cầu cưa nhậu mấy tiếng đồng hồ thì giờ đừng có nhậu nữa, về nhà lúm xúm nấu mấy cái đó đi. Để ngày mai đem có cái gì đem đi 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 làm. Tại vì có nhiều người đi làm xa, nhiều khi 20-30 cây số xa quá, mỗi lần đi về về ở về nghỉ trưa cũng không được, về ăn cơm trưa cũng không được, cho nên tấp đại vô hàng quán đó nào đó để mà ăn. Thì bây giờ mình không có chơi cái trò tấp đại vô hàng quán, mình đem theo một bình nước lọc ở nhà mình, nó vừa sạch, nó vừa vệ sinh, nó vừa không tốn tiền, nó vừa bảo đảm không có chất độc. Chơi ba cái thứ mà rồng vàng rồng đen rồng đỏ rồi gì bọ đỏ bọ xanh rồi gì, chơi vô càng chơi vô là càng chết, chẳng những tốn tiền mà chết nữa, tại vì nó phá coi như là tanh banh tanh long gan thận của mình đó. Rồi thức ăn thức uống mình có biết nó nấu cái gì ngoài đó đâu, trong khi mình đem cơm mình biết à mình mua chỗ này rau sạch, chỗ kia cá sạch, chỗ nọ gà sạch, chỗ kia vịt sạch, chỗ nọ heo sạch, mình về mình nấu thì bảo đảm mình giữ gìn được cái sức khỏe, phải không? Đó là cái chuyện hết sức là đơn giản, mình không 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 mình không nghĩ là cái chuyện đó khó khăn gì hết. Một cái chuyện mà mình muốn nhắc lại
là cái trào lưu bắt đầu trên cái đất nước Việt Nam thích tiêu dùng mấy cái thứ gọi là thực phẩm chức năng với lại mấy cái vitamin, trời ơi đất hỡi. Cái thói quen ăn uống của người Việt mình ngày càng ngày nó càng cẩu thả. Cái thực phẩm nuôi trồng của Việt Nam mình càng ngày nó càng bị xuống chất lượng, tại vì cứ đè đầu mua những lấy những cái giống của Trung Quốc, đúng không? Nó có cái sản lượng thiệt là lớn nhưng mà cái chất bổ trong đó nó ít xịt à. Đó, rồi trái cây á, là cứ bơm xịt tầm bậy vô cho nên nó chất bổ nó rất là ít. Chính vì chất bổ nó ít, vitamin ít thì bây giờ bà con mới 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 đổ xô đi mua ba cái thứ gọi là thực phẩm chức năng với vitamin để mà bù vô, phải không? Cái đó lại tốn thêm một đống tiền nữa. Mà ba cái thứ thực phẩm chức năng với lại vitamin, trời ơi đất hỡi, chưa chắc nó là tốt đâu nghe các bạn. Ở cái đất nước Việt Nam chẳng có cái thằng ma nào mà nó ngồi đó nó kiểm định mà nó xác nhận là cái đó là tốt hay là xấu hết á. Thành phần bao nhiêu, nó có tác hại gì. Mình cá nhân mình thấy có nhiều người mua vitamin về không biết là nó hại hay nó lợi, cứ chơi một vóc nhét vô trong miệng. Uống cái đó nó không có một cái tác dụng gì hết. Tại vì ba cái thứ vitamin á, uống cho nhiều cho cố vô cơ thể nó không có dung nạp, đi đá ra hết. Thậm chí nó có hại cho sức khỏe nữa. Phải không? Tại sao phải tốn tiền mua ba cái loại thực phẩm chức năng tầm bạ mà chưa biết là cái thực phẩm chức năng đó là cái nguồn gốc nó đi từ từ chỗ nào mà nó bào chế là làm sao nữa, mà tốn thêm lớp tiền nữa. Đó. Mình cứ tìm hiểu, mình nói cái nội mà cái công ty nó gọi là thực phẩm chức năng, công ty dược phẩm Hậu Giang. Chỉ một công ty thực phẩm Hậu Giang thôi mà nó đạt được 1.808 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2017. Có nghĩa là những cái công ty nó gọi là nó mang tên là dược phẩm ở Việt Nam bây giờ bắt đầu nó đẻ ra cái chuyện là nó sản xuất cái thực phẩm chức năng ba rồi ba cái thứ vitamin rồi để mà nó đem nó bán tràn lan ra bên ngoài cho người dân xài. Là làm chi? Để nó hút thêm một đống tiền nữa. Ví dụ như mình sống một cách gọi như là điều độ, ăn uống sạch sẽ, mình ăn trái chuối, mình ăn trái cam, mình ăn trái xoài, mình ăn như cái chuyện bình thường, những cái trái cây bình thường, nó đầy đủ những cái vitamin cho mình. Đó. Mình đừng ăn ba cái thứ chụp giật, thì ăn ba cái thứ đồ giả hóa chất, thì việc gì mình phải thiếu vitamin, việc gì mình phải thiếu những cái chất này chất kia để mình phải tìm cái thực phẩm chức năng để mình bồi vô. Mà ba cái thực phẩm chức năng á, cái tác dụng một á thì á, nó khuếch đại lên thành 10, nó khuếch đại lên thành 100. Chứ như người dân á, có nhiều người người ta không có kiến thức, người ta tưởng ô cái này tốt quá ha, thôi ráng bấm lưng bấm bụng muồng lọ muồng hũ về để mà uống vô để mà nó có thêm, chưa chắc là nó có tác dụng. Đặc biệt là mấy cái ông bụm nhậu ban đêm cứ nhậu tè le như vậy rồi về chơi vô thực phẩm chức năng nó có tác dụng khỉ gì đâu, uống bao nhiêu vô đi đá ra hết trọi rồi tác dụng gì nữa đó. Mà ba cái chuyện mà thực phẩm chức năng đó là mình trả không biết bao nhiêu tiền, nó gọi là tiền tươi á, tiền nóng á, mua như vậy rồi nó đi thẳng vô trong cái rương hòm của chế độ, thấy không? Đó là một cái chuyện mình tiết kiệm được nữa. Cái chuyện thứ nhì mình thấy nó khủng khiếp kinh khủng luôn, mình tìm hiểu mình thấy kinh khủng luôn, đó là cái thị trường điện thoại di động và cái phụ kiện cho điện thoại di động. Ở cái đất nước Việt Nam hiện giờ nó đang qua một cái cơn sốt điện thoại di động. Người nghèo người giàu đều tìm cách phải tậu cho được một cái điện thoại di động. Mặc dù có nhiều người không có cái nhu cầu thật sự. Có nhiều người không bao giờ xài internet hết. Cũng có 3G rồi cũng tùm lum tà la hết. Rồi có nhiều người có bỏ tiền ra mua 3G lên coi ba cái chuyện sàm sàm mà hở nổi y rồi lòi vú rồi lòi mông rồi gì tầm bậy. Chứ không làm một cái chuyện gì ích lợi hết á. Những cái chuyện mà gọi như là khai dân trí, mở mang trí tuệ thì không thèm quan tâm, mà bỏ tiền ra để mà mua những cái gọi là điện thoại di động để cho những cái trò gọi như là phí thời giờ đó. Thì rất là giỏi. Nhưng mà đặc biệt là tại vì người dân Việt Nam họ sống trong cái hoàn cảnh khổ quá cho nên đó, họ mặc cảm. Và để mà trang bị ngoài cái chuyện chiếc xe đời mới thì họ phải cần có cái điện thoại di động đời mới chứ. Phải canh me.
kể cha lẫn mẹ, kể cả chồng lẫn vợ, cả con luôn, canh me cái đời phone nào đời mới ra là ao 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 ao. Thậm chí những cái người mà đi đi làm coi như công nhân lương không có nhiều, đi vay tiền để mua cho được cái điện thoại di động để làm chi, để mà mở mày mở mặt. Nhưng mà thiệt ra đâu có ai quan tâm chuyện đó đâu, thực sự chẳng mấy ai quan tâm. Tự nhiên nó bị bão hòa hết rồi, bây giờ ra đường á có gặp cái ông này cầm cái iPhone thiệt thứ thứ mới nhất, hay là cái bà kia cầm cái Samsung mới nhất, chẳng ai quan tâm á, tại vì nó bão hòa rồi, nó nhiều quá rồi. Mà các bạn biết không, trong 3 tháng đầu năm 2017, người Việt chi ra khoảng 20.000 tỷ để mua 3,64 triệu chiếc điện thoại mới. Trời ơi, mình nhìn là mình thấy tá hỏa thông tin. Cái đất nước Việt Nam đâu, người dân thu nhập bình quân nó đâu có nhiều kinh khủng đấy mà nó có cái nhu cầu mà nó xài điện thoại nhiều kinh khủng như vậy. Thì cái cơ quan thống kê GFK nó nói là có khoảng 13,563 triệu điện thoại di động bán ra ở Việt Nam vào năm 2017. Có nghĩa là trong năm 2017 hơn 13 triệu rưỡi cái điện thoại di động nó bán ra trên cái đất nước Việt Nam. Một cái điện thoại di động bèo lắm thì cũng phải 1,5 triệu, 2 triệu. Có cái 1 triệu tặng mấy cái mà điện thoại của Trung Trung Quốc nó dùng nhập ra ba cái loại cùi bắp tầm bậy bạ thì 1 triệu. Đó. Cũng có ba cái loại điện thoại giả mấy người mua mấy trăm ngàn về xài 3 bữa là dục. Đó. Cho đến cả những cái loại điện thoại đắt tiền trên 10 triệu một cái. Bây giờ mình cứ tính trung bình á, 5 triệu cả đi. Mà mình nhân 13,5 triệu cái điện thoại năm 2017, các bạn biết là bao nhiêu tiền không? 68.000 tỷ. Trong năm 2017 vừa rồi, dân Việt Nam mình á chi ra xấp xỉ 68.000 tỷ để mua điện thoại di động mới. Có nghĩa là bây giờ chỉ cần lấy 10% 68.000 tỷ để mà cúng cho chế độ thì cũng phải là 6.800 tỷ đi vô trong cái hòm rương hòm của chế độ, phải không? Các bạn nói có cái iPhone 30 triệu thì mình tính tối thiểu thôi, mình không cần tính cái con số mà tối đa, mình tính tối thiểu thôi, mình cho là trung bình một cái phone 5 triệu thôi. Mà cứ một cái phone 5 triệu mà nhân cho 13,5 triệu cái phone thì đến 68.000 tỷ lận. Có nghĩa là nó đi vô trong cái rương hồng của chế độ đến 6.800 tỷ lận. Thấy không? Tự nhiên nộp cho tụi nó 6.800 tỷ, cái đó là mình nói là tượng trưng 10% thôi các bạn. Mình chưa kể đến cái thuế mà nó nhập khẩu bao nhiêu, rồi thuế tiêu thụ đặc biệt, rồi thuế tiêu thụ gia tăng, vân vân và vân vân. Hiện giờ trên khắp cái đất nước Việt Nam có khoảng 126,5 triệu cái thuê bao của điện thoại di động. Có nghĩa là tương đương cũng phải là phải có thuê bao thì phải có điện thoại di động chứ, thì phải cũng phải trên trên 126 triệu cái điện thoại di động. Các bạn thấy nó khủng khiếp không? Mà mua điện thoại di động á là phải có mua phụ kiện, tai nghe nè, pin nè, pin bị hư bị chạm bị nổ tai nghe không còn nghe âm thanh này kia nữa khác, đó là chưa kể ba cái phụ kiện là màu mè qua lá cành, mấy cái vỏ bọc của mấy cái phone điện thoại để mà làm màu làm mè nữa đó, hình trái tim rồi khẳng khảm mấy cái hình coi như là kim cương hột sòn giả màu mè và qua lá cành, mấy chục ngàn mấy trăm ngàn một cái. Mà cái con số đó mình không biết là nó bao nhiêu nữa, tại vì mình không có một cái tư liệu, một cái tài liệu nào nó thống kê chính xác là bao nhiêu những cái phụ kiện nó được bán ra trên cái đất nước Việt Nam đó. Mà bây giờ mình chỉ lấy một cái con số tương đối thôi, cứ cứ cho là trong số 126 triệu cái điện thoại di động hiện đang lưu hành trên cái đất nước Việt Nam, cứ cho là một nửa đó đi, có nghĩa là khoảng 63 triệu cái điện thoại cần phải mua phụ kiện đi. Và cứ cứ cho là mỗi cái phụ kiện cứ trung bình là 100 ngàn đi. Có những cái phụ kiện nó mắc khủng khiếp lắm các bạn, 300 ngàn, nửa triệu, 750 ngàn, vân 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 vân. Mình coi mấy cái niêm yết mấy cái giá không, coi như mình lùng bùng luôn. Mà cứ cho 100 ngàn thôi, giá rẻ. 63 triệu
cái điện thoại di động mà nhân lên 100 ngàn đồng là bao nhiêu? Chỉ cái chuyện phụ kiện không là trên 6 nghìn tỷ rồi. Đó. Thì các bạn biết là cái con số đó nó khủng khiếp. Và người dân càng vô ý thức trong cái chuyện mà lôi cuốn vô trong cái chuyện gọi là chơi 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 nổi, lấy tiếng, rồi mua điện thoại mới để mà khè, để mà hù, để mà coi như là trang bị cho mình coi như là thuộc loại thứ dữ. Tại vì cái đó là những cái trang bị màu mè bên ngoài mà vô hình á, có đâu bao giờ xài cho hết cái chức năng của nó đâu. Không bao giờ xài cho hết chức năng nó hết á. Bởi vậy cho nên người Việt muốn bất tuân dân sự trong nước Việt Nam nên bắt đầu ý thức. Không có mua điện thoại mới, không có cần phải mua cái điện thoại di động mới. Một cái iPhone thực ra nó có thể nó kéo dài cái đời của nó từ 3 đến 5 năm một cách dễ dàng. Mình đã từng xài một cái iPhone đó, nó kéo dài đến 6 năm. Chỉ khi nào mà cái pin của nó bị hư, nó bị chữa hoặc bị xịt nữa thì mình còn mua một cái pin khác mình thay vào. Đó. Còn ngoài ra tất cả mọi cái chức năng nó đều cập nhật cái hệ điều hành đầy đủ. Mình vẫn nghe được, mình vẫn gọi được. Nó không có nhanh hơn bao nhiêu đối với những cái người xài bình thường đó. Ba cái thứ quảng cáo về cái bộ gọi là CPU, mấy cái bộ mà tính toán trong cái đó nó cũng không có tác dụng gì nhiều người bao nhiêu hết á. Rồi có nhiều người đòn mua thêm là mấy cái có chỗ chứa to lớn hơn để làm chi, cũng biết để làm chi nữa. Rồi rút cuộc mua một cái coi như là trang bị cho thiệt là xịn. Rút cuộc cái chán phèo, xài mấy bữa rồi chán. Để làm chi? Để rút cuộc á, cống nạp vô trong cái rương hòm của chế độ càng khủng khiếp. Cho nên nếu mà mình ý thức, từ đây về sau không có nhu cầu đừng mua điện thoại mới. Con cái mà nó mè nheo không có cho mua điện thoại mới. À, ông chồng hay bà vợ mà muốn chạy theo thời trang, em ơi đừng có mua điện thoại mới, anh ơi đừng có mua điện thoại mới. Không có cần thiết, phí tiền. Chuyện đó là làm được hết mà. Ngay cả cái chuyện mà mình cần cái vỏ để mà nó bao cái điện thoại, đâu cần mình phải mua cái mà màu mè hoa lá cành chi. Mình nói thật với các bạn, mình ở bên Úc này hả, mình xài cái điện thoại cùi bắp không biết bao nhiêu lâu, không ai quan tâm. Chỉ cần một cái vỏ trong suốt để nó bọc cho nó khỏi trầy xước, hoặc là lỡ tay nó xúc tay nó rớt, nó đừng có bể mặt kính, phiền phải đi thay thôi. Chứ việc gì mà mình phải chết mệt vô trong cái chuyện cái điện thoại để làm chi? Mà chẳng những như vậy, tự nhiên vô tình mình nuôi chế độ một cách rất là nhẹ nhàng. Mấy cái chế độ trên nó không cần làm gì đó, tự nhiên nó ngồi đó cười khà khà suốt ngày, là tiền cứ chảy vô trong cái rương hòm của nó, qua xuyên qua cái tiền thuế. Đã không? Thì mình bắt tu dân sự là mình ý thức từ những cái hành động nhỏ như vậy. Cái chuyện cái mặt hàng mà nó chạy thứ ba hiện giờ mà mình nói này là đụng chạm tới mấy cô mấy bà đó nhiều, đó là cái thứ gọi là quần áo phụ kiện thời trang với mỹ phẩm. Cái thị trường của Việt Nam hiện giờ là nó đang giống như là nó lên cơn sốt với những cái màn gọi là quần áo phụ kiện thời trang với mỹ phẩm. Tại vì nó không có một cái cơ chế nào để mà nó cân đối cái chuyện đó, để mà nó xác định mỹ phẩm nào tốt, mỹ phẩm nào xấu, giá như thế nào là thích hợp, phụ kiện thời trang thế nào là thật, cái nào là giả, cái nào thực giá trị, cái nào giả giá trị. Có nhiều người cúng tiền không biết bao nhiêu tiền để mà mua đồ hiệu, nhưng mà toàn là đồ hiệu giả mạo không à. Các bạn nghĩ biết không, có nhiều người nói là mua cái đồ đó bên nước ngoài đem về hoặc là nó nhập về là thật hả? Xin lỗi, đừng có lầm. Ngay cả những cái hàng sách tay, đừng có nghĩ là hàng sách tay là đồ xịn. Tại vì sao? Những cái đồ của Trung Quốc, đồ hiệu của Trung Quốc, nó giả đồ hiệu chính chính hãng y như thiệt. Nó giả tinh vi đến cái độ có những cái hàng hóa mà những cái chính hãng đó, khi mà nó cầm hai cái nó so, nó lắc đầu, nó nói nó không thể tưởng tượng rằng là tụi Trung Quốc nó giả đồ mà tinh xảo đến như vậy. Đó. Cho nên đừng có nghĩ là mình đi bỏ cả đống tiền, có những người hả, mấy chục triệu đồng mua một cái giỏ.
Có nhiều người bỏ không biết, có nhiều người bỏ không biết bao nhiêu tiền để mua ba cái thứ mà phụ kiện thời trang này kia nó phải khác, mà toàn là đồ giả không à. Mà mua như vậy thì sao? Những cái thứ đó là những mặt hàng nó gọi là xa xỉ phẩm, cho nên nó đánh thuế không ác thì không dở. Cho nên mấy bà mấy cô á, mà chảnh chẹ mua mấy cái đó, mình nói thiệt, đàn bà phụ nữ thì cần phải trang điểm, phải sắc đẹp này kia nó khác, cái chuyện đó dễ hiểu dễ thông cảm. Nhưng mà mình chảnh chẹ đến cái chỗ là mình mua một cái giỏ, mà cái giỏ hàng hiệu đó, thực ra nó cũng không có cái tác dụng gì hết á. Nhiều khi đi ra đường ta nhìn nó, ô cái thầy Yves Saint Laurent hay cái gì đó, ô đã rồi sao nữa, xong. Nhưng mà nhiều khi cái giỏ đó là giỏ giả, cái giỏ giả đã đành rồi, coi như đóng cả một đống tiền vô trong cái rương hòm của chế độ, tại vì cái đó là thuế, nó hút thuế đã luôn. Nó xếp loại đó là một cái loại hàng xa xỉ phẩm, đó là một cái loại hàng coi như là có gọi là thuế tiêu thụ đặc biệt này kia, nó đẻ năm thứ bảy thứ chồng chất trên trên đó. Mua một cái giỏ ví dụ như cỡ chừng 20 mấy triệu đô, ví dụ như 1.000 mấy trăm đô, mừng ô đã quá đã quá. Mai đi ra ngoài 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 công ty, ngoài ngoài phố, nhiều người hít hà, chị mang cái giỏ xịn đã quá, hàng hiệu. Nhưng mà đâu có biết đâu đó là nhiều khi giả 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 dỏm giả nhái, mình bị lừa, mình bị lừa mà mình không biết, mà mình chẳng những mình bị lừa, mình tốn tiền mà mình còn nuôi luôn cả cái chế độ mấy cái thứ xa xỉ phẩm đó. Cho nên mình nói là phải giảm thiểu tối đa, và đặc biệt là cẩn thận trong cái việc phải mua sắm những cái thứ phụ kiện thời trang, đặc biệt là mấy cái thứ mà gọi là hàng hiệu. Tại vì cái đó, thứ nhất, bây giờ có thích mấy đi chăng nữa, các bạn cũng không đủ sức xác định được rằng là cái đồ đó là đồ thiệt hay là đồ giả. Mình nói xin cam đoan với các bạn luôn á, những cái thứ sách giỏ, ngay cả bên xứ Úc này, nó có những cái kiện hàng nó đi vô được trong nước Úc, xong người ta phát hiện, người ta la làng lên, thì nó lên báo chí, rồi nó lên đài truyền hình. Có những cái thằng mà gọi là chuyên gia về hàng hóa, nó đem nó lấy hai cái giỏ ra, nó đề kề nhau, nó nói trời ơi, không cách gì mà thể tưởng tượng được. Nhưng mà cái đám mà sản xuất thứ thiệt đó, nó có những cái ký hiệu riêng của tụi nó, cho nên cái tụi giả nó không có làm được thôi. Cho nên cái đó người ta mới nhận thấy được là cái tính chất giả như thế nào. Tất nhiên là cái hàng thiệt đó mình xài nó lâu nó bền lắm, còn cái hàng giả nhiều khi mình xài 3 tháng 6 tháng là coi như là tạnh bành rồi. Nhưng mà cái đó lúc đó kêu kêu ai, mình mua rồi xài kêu ai đó. Cho nên mình phải cẩn thận trong cái chuyện đó. Cái chuyện kế tiếp là đồ gia dụng. Việt Nam mình á, cái nhu cầu đồ gia dụng cũng như cái chuyện là nhu cầu ăn mặc là cái chuyện cần thiết. Nhưng mà nó có thêm một cái chuyện nữa là cũng đi theo từ cái thị hiếu, đi từ cái chỗ đua đòi. Ví dụ như thấy bạn mình mới mua một cái nồi cơm điện mới, tự nhiên thấy cũng hơi khó chịu trong bụng, tự nhiên nghĩ kiểu này mình không có mua cái nồi cơm mới á, nhiều khi nó cũng bị thiếu sĩ diện. Thôi, thúc ông xã ngày mai chạy gấp ra ngoài siêu thị đó, để mà mua ngay một cái nồi cơm mới, để gì cái cô bạn tới nhà còn thấy cái nồi cơm National hay nồi cơm Tiger rồi gì, để mà coi như là vui với chị, vui với em. Đó là những cái ảo giác mà thực ra nó không có phục vụ được một cái gì, nó chỉ phục vụ một cái ảo giác nhất thời. Đôi khi cô bạn cũng không thèm để ý nữa, hoặc thì cô bạn có để ý nói ôi ô có mày có nồi cơm mới hả, xong nó chỉ ngắn ngủi vài giây đồng hồ rồi đó, cái chuyện đó nó đi qua, mà từ đó về sau không ai nhắc tới hết. Trong khi cái nồi cơm điện của mình còn xài được, đem vứt ra nó vô trong cái góc nhà, tại vì đâu đâu có ai thèm đụng tới nó nữa. Bây giờ chẳng lẽ lôi cái nồi cơm cũ để xài, lỡ mua nồi cơm mới phải xài nồi cơm mới chứ, phải không? Mà cái đó mình chỉ giả sử một chuyện thôi. Nó có vô vàn những cái thứ gọi là đồ gia dụng không cần thiết mà mua. Mình đi về Việt Nam, mình đến nhà nhiều nhiều người bạn mình chơi á, mình mới quan sát, mình biết, mình hiểu được cái tâm lý. Ví dụ mình bước vào trong nhà mình khen những cái đồ vật thì những người bạn mình thích lắm, rất là thích,
Tại vì cái đó nó đáng cái đồng tiền bát gạo mà họ bỏ ra để mà họ chi phí chuyện đó. Nhưng mà cái đó thực sự nó chỉ phục vụ được một cái cảm giác sướng một cách rất là mơ hồ, đó là một cái thứ ảo giác nhất thời. Rồi sau đó mình đâu có thèm để ý đến mấy cái chuyện đó nữa. Cũng có nhiều người bạn bè tới nhà cũng đâu có thèm quan tâm, ồ mày xài tủ lạnh xịn hay mày xài máy quạt xịn hay mày xài máy điều hòa không khí xịn hay là gì. Who care, chẳng ai thèm quan tâm chuyện đó nữa. Mà trong khi đó có nhiều người á, nó khổ như thế này. Có nhiều người lương ba cọc ba đồng, tiền không có nhiều, lương không có nhiều, đâm đầu ra ngồi ngân hàng phải vay một cục tiền để mà đua đòi cho được, phải sắm cho được, rồi ráng cậy cụi để mà phải trả nợ, để mà trả nợ rồi trả tiền lời của những của ngân hàng. Mình nói thật, có rất nhiều người, ngay cả mấy thằng em cục chèo mình cũng vậy, nó đâu có cần phải cái nhu cầu mà nó chạy xe hơi đâu, mà nó cũng đè đầu sắm cho được cái chiếc xe hơi, sắm chiếc xe hơi xong trả nợ coi như là chổng mông lên trả nợ, coi như muốn điên muốn khùng để làm chi, thấy không? Thì cái chuyện xe hơi là cái chuyện lớn, còn cái chuyện nhỏ, những cái đồ gia dụng triệu này vài trăm ngàn kia vài triệu nọ, nó cứ lên từ 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 từ, nó cộng lại tự nhiên rút cục toàn là mấy chục triệu không à. Mà nhiều khi xài thời gian á, không không có chưa có hư có hao gì đó, mà tại vì sĩ diện cho nên phải đổi đó. Bởi vậy cho nên á, để mà bắt tu dân sự trong cái vấn đề gọi là đồ gia dụng, mình phải cân nhắc cho kỹ. Nếu còn xài được, dù cũ vẫn để đó mà dùng, đừng có mua đồ mới. Tại vì mỗi món hàng mình mua, mình cứ nghĩ trong đầu, cứ nhớ trong đầu, bất cứ món hàng nào mình mua tối thiểu là 10% chui vô rương hòm của chế độ. Tập cho mình cái thói quen đó. Từ cái vật dụng nhỏ nhất đến cái vật dụng nhỏ lớn nhất, từ cái mặt hàng đơn giản nhất cho đến mặt hàng phức tạp nhất, cứ mỗi mặt hàng mình mua là cứ 10% nó đi thẳng vô trong, tối thiểu 10% nó đi thẳng vô trong cái rương hòm của chế độ. Nó có những cái thứ mặt hàng đó, nó lên tới 200% tiền thuế, chứ đừng có nói là 10%. Mình chỉ nói cái chuyện đơn giản thôi, để có nhiều người coi như là lùng bùng cái chuyện tính toán, chỉ cần biết à mình mua cái này 1.000 là thấy có 100 nó chui vô rương hòm chế độ, mình mua cái kia 10.000 là mình thấy có 1.000 nó chui vô trong cái rương hòm của chế độ. Mình chỉ tập cái thói quen như vậy thôi, là tự nhiên mình nghĩ tất cả mọi chuyện mình làm là mình thận trọng từ đây đầy về sau. Tại vì cái tổng doanh thu của cái thị trường gia dụng toàn quốc Việt Nam năm 2017 nó đạt tới cái con số là từ 12,5 tỷ cho đến 13 tỷ đô la Mỹ. Mà thực ra người dân Việt Nam mình nhu cầu gì mà ghê gớm gì? Kể cả những cái thứ trong cái đất nước Việt Nam, những cái hàng gia dụng nó đã bắt đầu nó có thể, nó có khả năng nó sản xuất rồi. Mà cái giá thành nó như thế nào mà nó là khủng khiếp như vậy? Đó là nó đi ra từ cái nhu cầu đi, không phải là nhu cầu thiết thực, mà nó đi từ cái nhu cầu thị hiếu, nó đi từ cái mặc cảm của con người, của mỗi người trong cái xã hội, cứ nghĩ rằng là mọi thứ nó được đánh giá bằng cái vật chất, bằng những cái thứ trưng bày bên ngoài, bằng cái chiếc điện thoại iPhone trên tay, bằng chiếc xe mình chạy, bằng cái nồi cơm điện, bằng cái tủ lạnh. Đó, đánh giá mọi thứ dựa trên cái giá trị vật chất, cho nên rốt cuộc mình biến thành mình là cái nạn nhân của những cái thứ vật chất đó. Mình tự nhiên mình biến thành mình là chính là cái thằng nô lệ cho chính bản thân mình. Mình phải cày sâu cuốc bẫm mỗi ngày, coi như là mình làm hụt hơi để mình đóng thuế nó một 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 lần một lượt, rồi sau đó mình đè đầu ra mình mua hàng, mua hóa, mua đồ, mua đạc để nó thỏa mãn cái mặc cảm của mình, để mình đóng một lượt thuế khác nữa, phải không? Bất tu dân sự là ý thức những chuyện gì, những cái chuyện rất là đơn giản như vậy. Hy vọng hôm nay á, tại vì cái giới hạn của thời gian cho nên mình không thể mình nói sâu hơn nữa những cái mặt hàng khác, những cái thói quen khác của cái việc tiêu dùng của người dân trên đất nước Việt Nam, mà những cái thói quen đó vô cùng tai hại. Mà mình nghĩ mình cũng đã đưa ra được những cái hình ảnh, những cái chứng minh đơn giản để cho mọi người tạm hiểu được là mình có thể mình làm cái gì để mình tránh.
mình tránh biến thành nạn nhân của chính mình, rồi mình tránh biến mình là nạn nhân của chế độ, thì cái đó chính là bất tuân dân sự. Cảm ơn các anh chị em và các bạn đã dành thời gian theo dõi cái live stream của mình hôm nay, và cho phép mình dừng cái live stream ở đây. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ nói đến sự tích biển cả. Rồi các ông gì, các ông Trung Quốc, Trung Quốc à, đúng rồi, cái thằng Phật Mô Sa đó, cái thằng đó đó, nó làm như vậy đó. Trong khi nó không xả thải ở cái nước của nó, mà nó xả thải ở cái nước Việt Nam của mình. Vậy đó, các bạn thấy chưa? Gì mà không xả thải với nước mình mà đi bỏ vô biển cả của nước Việt Nam, các bạn thấy vô lý chưa? Vô hồn, vô lý, vô hết tất cả, các bạn thấy không? Thank you.